Đây là thời điểm tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đẩy đuổi tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển phía tây bắc đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 7 tháng 4 năm 2019, lực lượng kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển Bắc Bộ, phát hiện những tàu cá nước ngoài đang đánh bắt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Lập tức, hai tàu kiểm ngư số hiệu KN106 và KN108 hướng tới vị trí các tàu cá đang đánh bắt trái phép. Thấy tàu của lực lượng chức năng Việt Nam sắp đến gần, các tàu cá này vội vàng tháo chạy về phía vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, có hai tàu vỏ thép cỡ lớn treo cờ Trung Quốc, vịch số hiệu trên thân tàu đã chặt lưới vứt lại rồi chạy lòng vòng tránh sự truy đuổi. Lúc này, tàu kiểm ngư Việt Nam buộc phải tăng tốc, khép gọng kìm để đẩy đuổi hai tàu cá treo cờ Trung Quốc. Trong quá trình này, các kiểm ngư viên đã phát loa yêu cầu tàu cá nước ngoài không được đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Việt Nam. Theo Chi cục Kiểm ngư vùng 1, thời gian gần đây, các tàu cá vỏ thép nước ngoài, trong đó nhiều tàu treo cờ Trung Quốc có kích thước to ngang tàu kiểm ngư, đã lợi dụng thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, liên tục xâm phạm vùng biển Việt Nam để đánh bắt trái phép. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các tàu kiểm ngư phải thường xuyên tuần tra hiện diện trên biển.